Đây, giới thiệu với các bạn một cái mô hình hệ thống báo cháy. Trên cái mô hình này của chúng ta sẽ gồm có các phần như sau. Thứ nhất là cái hệ thống cảm biến. Trên đây thì đã trang bị 4 đầu cảm biến: một cảm biến khói, hai cảm biến không khí, cảm biến hồng ngoại hay gọi là cảm biến lửa và cảm biến nhiệt độ. Phía dưới này là các cái đầu ra đầu vào bộ nguồn của cái thiết bị xử lý hệ thống cảm biến đó. Và đây là cái đầu ra thì hiện tại chúng ta đang dùng là đầu ra một là đèn nháy xoay 360 độ, và một cái đầu ra tiếp theo nữa là cái hệ thống chuông. Thì trong hệ thống báo cháy của chúng ta thì thông thường nó sẽ kết hợp cả hai hệ thống, cả đèn và cả chuông. Ví dụ các bạn đang nhìn thấy ở đây là cái đồng hồ mà đang hiển thị ở chế độ là giám sát nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, thì nhiệt độ đang là 23 độ C và độ ẩm là 53%. Tiếp theo là cái đồng hồ thứ hai là giám sát cái nồng độ khí thải, thì có thấy là CO và ga trong này của chúng ta thì đây, do là chúng ta nhìn thấy ga trong này gần như là không có. Bây giờ khi mà chúng ta muốn cho hệ thống của chúng ta tác động thì chúng ta có thể là đưa hệ thống khói vào cái đầu cảm biến khói này, thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ tôi đưa cái phần ga vào đây thì các bạn nhìn thấy là cái ga này của chúng ta nó sẽ thay đổi. Và khi nó thay đổi đến một cái ngưỡng nhất định, tức là người ta tính toán là cái nồng độ ga trong phòng của chúng ta chuẩn bị đến mức cháy nổ một cái, thì lập tức là hệ thống là gì đây sẽ phải báo động ngay. Đấy, chứ còn khi nó nằm ở cái ngưỡng nhỏ thì nó chỉ báo là đã có ga thay đổi. Đấy. Họ nhìn thấy là có cái tín hiệu của ga làm việc. Bây giờ bạn chuyển xuống phần cảm biến không khí. Đấy, ví dụ là chúng ta phần cảm biến không khí đấy, khi mà các bạn bơm khí ga vào cái, có nghĩa là gì, là không khí của chúng ta nó không được sạch và nó đang ở một trạng thái là có khí độc ở trong đó, chúng ta tạm gọi là có khí độc, thì đầu cảm biến sẽ báo chúng ta là gì đây, là không khí trong phòng của chúng ta không an toàn. Bạn cho phần cảm biến lửa đi. Đấy, không may mà chúng ta, ví dụ trong phòng của chúng ta xuất hiện cái nguồn lửa chẳng hạn, thì hệ thống cảm biến hồng ngoại của chúng ta sẽ làm việc và sẽ có tín hiệu đưa ra là báo hiệu rằng đã có xuất hiện lửa trong phòng. Module cảm biến nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ cao. Thì ở đây cảm biến nhiệt độ cao này thì chúng ta thấy ví dụ như là ứng dụng trong một số những cái nhà kho hoặc một số những cái phòng ốc mà cần phải đảm bảo được cái nhiệt độ an toàn, thì khi quá ngưỡng nhiệt độ đấy thì nó sẽ báo hệ thống của chúng ta. Thì hiện tại trong phòng này chúng ta đang dùng điều hòa, do đó thì tôi không thử về phần nhiệt độ cao ở đây. Đấy, trên đây là toàn bộ cái phần giới thiệu về cái mô hình báo cháy tự động của chúng ta, một trong những cái mô hình mà đang được sử dụng rất nhiều trong các khu chung cư đến nhà dân của chúng ta bây giờ.